3-4-3. Đã có phản ứng của Di Mario. Thẻ đỏ, thẻ đỏ trực tiếp, rất đáng tiếc. Vào thời điểm mà Thanh Hóa đang gặp nhiều khó khăn thì chỉ một động tác nóng nảy của Di Mario thôi đủ để khiến cho Thanh Hóa rơi vào tình trạng phải thiếu người. Quá đáng tiếc cho Di Mario. Cái lắc đầu ngán ngẩm của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng khi chứng kiến phản ứng của cậu trò. Không cần thiết phải có một tình huống như vậy. Di Mario bị phạm lỗi, nhưng sau đó thì anh có phản ứng đối với Lâm Quý. Nhưng với một tình huống như vậy, có lẽ là trọng tài dành cho Di Mario một chiếc thẻ vàng cũng là hợp lý hơn. Nó không phải là một tiếng đánh nguội. Lâm Quý đẩy người với Di Mario trước, và sau đó thì Di Mario trong nỗ lực đưa trái bóng vào cuộc nhanh đã có phản ứng đối với Lâm Quý. Dù sao thì quyết định cũng đã được đưa ra, và đây có thể sẽ là bước ngoặt của trận đấu này vào thời điểm mà Thanh Hóa đang chơi tốt hơn so với chính họ.